Chào mừng các bạn đến với tử vi đầu số. Đây là clip số 110. Luận về sao mộ trong vòng tràng sinh. Hành, thổ, loại, phù tinh, cách cục đẹp, mộ nhập phúc đức gạch dưới thai tỏa mộ chung gạch dưới mộ nhập mộ. Đặc tính, chôn cất nhầm lẫn, ngu độn, mồ côi, ngăn trở công việc. Sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao trường sinh theo thứ tự. Trường sinh, mộc dục, quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, dưỡng. Ý nghĩa của sao mộ: đần độn, chậm, tối, u mê, ngu muội gạch dưới mụn nhọt u bướu, dâm dục, chủ sự bại hoại, tiêu tán, khô cạn, ngăn trở công việc. Chủ sự nghiệp quả: chiết giảm phúc thọ. Ý nghĩa của sao mộ với các sao khác: mộ, thai, tỏa, văn võ kiêm toàn, nhất là ở tứ mộ. Mộ, tuyệt, khôn ngoan, đa mưu túc trí. Mộ, hao, hao làm mất tính chất u tối của mộ. Mộ, cái hay diêu, hay mộc dâm dục, thủ dâm. Ý nghĩa mộ ở cung phúc đức: rất đẹp nếu gặp cách mộ, thai, tỏa ở tứ mộ, chủ sự tốt đẹp về mồ mả, đắc lợi cho con cháu về sau. Mà kiết phát: ý nghĩa sao mộ ở cung phụ mẫu: cha mẹ hiền lành, nghề nghiệp cơ bản, ít thay đổi, hơi bảo thủ và chậm tiến. Cha mẹ là người giản dị, chịu khó tiết kiệm tích lũy tiền bạc, của cải. Ý nghĩa sao mộ tại cung quan lộc: theo Nguyễn Mạnh Bảo thì cung quan lộc hay mệnh ở mộ phương phùng tả hữu đồng lai, thăng quan tiến chức miếu đài nổi danh. Ý nghĩa mộ ở cung tật ách: mộ cái siêu hay mộc bị bệnh về sinh dục. Bệnh tật ẩn bên trong, khó tìm ra, khó chữa, tích tụ dần, càng về già thì mới lộ ra dần. Ý nghĩa mộ ở cung tài bạch: mộ, long, phượng, có di sản tổ phụ. Mộ, hóa lộc, có của đến tận nay. Ý nghĩa mộ ở cung điền trạch: giữ lại được cửa nhà ông bà tổ tiên để lại, tiền chôn của dấu, nhiều khi thành keo kiệt. Nhà cửa ít thay đổi, sửa sang. Hội nhiều ám, sát tinh nhà gần nghĩa trang, dưới nhà dễ có hải cốt. Ý nghĩa mộ ở cung tử tức: không lợi ích cho sự sinh nở, sinh khó, trắc trở. Ý nghĩa sao mộ ở cung nô bộc: giảm số lượng bạn bè, ít cao giao nhưng chơi với ai thì rất lâu bền, ít thay đổi. Bạn bè đơn giản, thật thà nên chơi được lâu dài. Ý nghĩa sao mộ ở cung thiên di: người ra ngoài hòa nhập chậm, không ưa tìm hiểu, học hỏi những cái mới, ra ngoài hơi bảo thủ. Hay làm những việc cũ, đến những nơi cũ, theo thói quen, ít đổi mới. Người có cung phúc đức đẹp, được nhiều may mắn, gia đình người hôn phối dễ có điều kiện, cưới vợ xong mọi thứ dễ hành thông hơn. Ý nghĩa sao mộ ở cung phu thê: người hôn phối hiền lành, thủy chung, ít thay đổi, hơi bảo thủ, chịu khó nhặt nhạnh, tiết kiệm cho gia đình. Gia đình người hôn phối có điều kiện, đương số là người có nhiều may mắn, được hưởng phúc của tổ tiên. Ý nghĩa sao mộ ở cung huynh đệ: giảm số lượng anh chị em. Anh chị em là những người hiền lương chất phát, đơn giản. Ý nghĩa khác của sao mộ: cách cục tốt, sao mộ tứ mộ cung thì văn võ toàn tài. Cộng thai mệnh đa học thiểu thành, học nhiều nhưng không thành công. Cộng mộ gặp thai tỏa hiền danh anh tài. Mộ thai tỏa võ văn xuất chúng. Cộng ngọ cung ngọ khoa quyền nhậm trọng phiên hàn. Sao mộ tại hạn: cử vũ hóa quyền, hoặc mộ tả hữu thăng vinh. Kết phần sao mộ: hãy like và share để lan tỏa tình yêu tử vi. Chào thân ái.